không biết nó đi hồi nào đó, mình cũng cũng không rõ nữa. À, đi trước ông chủ, đi cho đi trước ơi. Đây là ông chủ nè. Nè. À, đó bây giờ ông chủ chào mình đó. Chú đẹp trai chứ bộ. À, bây giờ mình nói cho đẹp trai cho nó xôm chút đi. Đó, thấy chưa, đồ hồ này rất là đẹp. Đây là gì? Đây là cái vườn, vườn ao cá của anh Hữu Hòa ở Thái An nè quý vị nè. Quý vị nào mà có rảnh mà ghé vào đây á để câu cá luôn nha. Đó. Ủa, mỗi cái ao như vậy là được bao nhiêu mét rồi anh? 600 mét vuông này, 600 mét vuông. Nhìn rộng vậy hả? Còn cái kia chưa khai thác nữa. Ở còn ở ngoài ngoài dừa hả? Đó, 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 có giờ muốn lên đó ao đó. Câu này bắt lên làm nhậu luôn hả? À, muốn nhậu luôn, nhậu còn muốn đem về, đem còn muốn ôi, đem về chi? Tùy mình hết chứ, đem về mình gia công để mình nhậu tiếp. À, còn bây giờ anh muốn nhậu đây thì nhậu. Trời ơi. Tới là kêu ông chủ làm cá nhậu chứ. Đó, đúng, đúng, nào cá bự bự không xem nó vậy đó phải không? Cá này cá gì anh bà? Đây là cá tra, cái này nhiều. À? Nhiều loại nhưng mà cá tra nhiều hơn. À. Cái này cá chim cũng muốn sao không có. Cá nó câu à, câu mình gì? U, nó ăn cũng dữ như kiểu sao câu nào vậy không thấy. Chưa từ từ nó ăn chứ anh biếu câu nhiều quá. Nó ăn nhiều quá nó hết hết cá sao trời. À dạ chịu nói. Nhảy lầm lầm hết mà nó không ăn ha. Cá khuôn của mẹ. Chú dậy đó rồi. À. Ăn mấy câu á. Mày mà câu chừng nào mà có ông làm mồi gì, gì ăn. Nó sợ nó dồn lại về khúc giữa hết trọi rồi. Cái này là tài là tôi cứ nói lên lên nữa. Cả đám mồi trời ông treo lên được kéo ông xuống lại luôn á. Ừ. Tông ngon quá. Ông mà thông xuống đó coi nó rút ông. Nó rút ông không còn cái quần cái áo nữa. Không, dưới đây là 2 mét nữa mà. Dưới này nó rút luôn hả? Sao không hả? Dù rút hơn, chưa rút hơn. Dạ không, mặt hồ đều là 2 mét á, có rút là 3 mét á. Dạ sâu rồi. Đây quý vị à, ở đây là cái cái vườn sinh thái của anh Hữu Hòa ở Thái An ấy quý vị. Ở đây nó có hai cái hồ mà bà con nào mà có... có thích đồ đó thì vào trong này nè để câu cá. Nói là em úp đồ có là vô cái này mém nữa đưa ông thì hồi nãy giờ câu có được con nào chưa mấy cháu hả? À, nó dồn về chút khúc giữa rồi. Ở đây là cũng là một cái hồ cá thú vị của cái thôn Thái An. Thôn Thái An thuộc về xã Hồng Thái. Đây là cái hồ cá của Hữu Di. Ở đây là cái thông báo cái giờ câu đây quý vị nè. Đây. Đây cái nồi quy nè. Những mình những bằng đây đâu những trong đó cũng lớn mà đều cái tác động mà đường nó gọn nó có nước này cũng dữ luôn. Đây là khu đất vườn của anh Hòa này là thuộc về một mẫu hai mấy anh. Nó có hai cái hồ, một cái hồ bên đây và một cái hồ ở bên kia. Hai cái hồ nào thì nó cũng có cá hết để bà con mình vào đây câu rất là thú vị. Để cái hồ của anh nó còn ở cái khu này nữa mà chưa khai thác nè. Để sau này là anh Hòa là sẽ có đủ cái điều kiện và anh sẽ khai thác cái khu này nữa quý vị ạ. Hình như là cái ống ở chính, hình như là cái ống ở chính giữa anh làm cái ống nước á hả?
Đây ở mé trong này cũng có một cái hồ nữa quý vị à. Ở đây cái hồ này nữa. Và quý vị nào mà có nhu cầu hay là vui vẻ hay là có những cái dịp nào mà ghé vào ở trong Thái An này á, thì sẽ đến nhà anh Hữu Hòa, tức là con anh là Hữu Di á, đến đây là để câu cá. Mà câu cá thì muốn chế biến tại chỗ thì cũng được, mà muốn đem về thì cũng được. Đây có mồi sẵn. Đây là dừa. Dừa này dừa xim quý vị à. Đó, ở ngoài xóm mưa cũng mịt mù thấy không? Ngoài quốc lộ á. Ở mé phía trước kia có hai cái nhà yến này. Đây là... trời mưa. Mưa tới đó là nhiều, mưa tới đây ít ra mà. Đó cá nó tắp bóng nó gớm không? Có người rung tắp luôn. Người mà xuống dưới chắc nó kéo rồi sức quần sức áo hết luôn á. À cái này nếu mà mình cái này mình bán vé phải không anh? Chứ ai này chứ này làm sao? À coi như là có cái bản thông báo đó ha, câu tiếng hai tiếng gì tùy theo ha. Cá nó tắp móng gớm không?